Rồi thì Siêu sẽ tạo một cái nickname có tên là bé Siêu đi, ví dụ như là đây nó có dấu rồi nào, bé Siêu chứ, ví dụ như là bé Siêu ha, không dấu ha. Rồi chúng ta cùng vào game nào. Rồi như những cái bước đầu tiên các bạn chơi game á, thì đầu tiên các bạn cũng phải chạy qua cốt truyện đầu tiên nè. Đó, chúng ta cứ làm như bình thường thôi. Ở cái bước này á, thì các bạn cứ 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 làm theo những cái hướng dẫn của game nó cho. Thì bây giờ khi mà tạo nick thì các bạn có hai cách để các bạn chơi. Các bạn có thể reroll để kiếm một con thức thần nào đó các bạn ưng ý ha, hoặc là các bạn có thể chơi luôn thức thần nào mà các bạn xâm ra thì các bạn chơi luôn thức thần đó luôn cũng được. Tại vì riêng bản thân Xíu Xíu thấy đầu game á thì thức thần nào cũng như nhau hết, tại vì mình đâu có da đen để up skill cho nó đâu. Rồi chúng ta đã đi xong phần hướng dẫn đầu tiên và bây giờ thì nó sẽ cho chúng ta là vào phần triệu hồi, thì các bạn cứ triệu hồi thôi. Khi các bạn triệu hồi thì thức thần mặc định đầu tiên nó cho thì là con cáo nè. Sau đó các bạn triệu hồi 100 khuyến ngọc thì nó sẽ ra một con tuyết nữ 3 hột ha. Cái này là nó mặc định sẵn của game rồi. Có thể thì trong clip thì Xíu sẽ tua nhanh đoạn này. Rồi, tiếp theo thì chúng ta vẽ bùa xám. Hồi trước á, ở cái bước này nhiều bạn reroll thì các bạn có thể là để mùi bùa này đến level 15 rồi vẽ. Nhưng mà riêng bản thân Xíu thì Xíu thấy vẽ luôn cũng không sao. Tại vì 10 bùa đầu thì nó sẽ cho mình một con SSR. Rồi skip luôn ha, cho đỡ mất thời gian. Và con SSR khởi đầu của Xíu là con Onigiri. Cũng khá là may mắn khi ra Onigiri là một con thức thần mà Xíu rất là thích ha. Rồi bây giờ thì nó sẽ bắt mình chạy thì cốt truyện, chạy cốt truyện thôi, nó hướng dẫn gì mình làm đấy thôi ha. Sẽ đánh những con này, các bạn cứ làm cốt truyện như bình thường. Rồi bây giờ thì nó đã mở cho mình rất là nhiều cái mục. Thì hiện tại bây giờ Xíu thấy là ép cấp khá là dễ, khi mà các bạn chỉ cần đăng nhập tới ngày 15 á, thì các bạn cũng sẽ nhận được một con SRSB nè. Các bạn được hai con da đen nè. Rồi ngày thứ bảy các bạn cũng được một con nữa nè. Và nó đã ưu ái hơn rất nhiều so với ngày trước ha. Thì hiện tại á, các bạn ép cấp thì rất là dễ, cho nên là các bạn cũng không cần phải reroll làm gì ha. Các bạn cứ chơi luôn cũng được, không sao hết. Bây giờ ép cấp dễ lắm các bạn. Và người mới bây giờ cho dù là không ép cấp nè thì cái những cái đãi ngộ của game đó, nó đã tăng hơn rất là nhiều. Để Xíu coi sơ qua ha. Coi sơ qua thì thấy tài nguyên nè. Ở đây cũng có SSR nè. Khá là ngon. Và nếu bạn nào có điều kiện á, thì có thể nạp cái gói 99 cái hồn ngọc này, vì nó cho quà rất rất là nhiều nè. Nhưng mà nếu mà ép cấp level 15 thì chắc là khỏi ha, tại vì nó chỉ cho theo level nè. Ok. Rồi bây giờ thì bây giờ nó cần mình lên level 3 nè. Bây giờ thì các bạn cứ đánh thôi, kiếm những con mà nó có cái S này đánh để lên cấp nhanh hơn ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ thay đó, vậy đi.
Khi các bạn lên tầm này ấy, thì nó sẽ cho các bạn auto nè và x2 lên. Các bạn cứ bật auto và x2 lên đi cho nhanh ha. Skill thì các bạn cứ tắt hết đi. Để skill của con thiết lại thôi. Rồi, xíu sẽ tua nhanh đoạn này ha. Rồi. Tới level 5 á, thì nó mở một cái bảng ha. Rồi các bạn cứ làm nhiệm vụ trong đây. Hình như là ngày 1 nó cho mình xíu cũng không rành những cái xíu cũng không rành những cái trong đây nữa. Tại vì nó vừa mới update cái quà này nè. Ở đây nó tặng cho các bạn ba bùa và một cái skin SR trong 15 ngày ha, các bạn cứ giữ lại. Rồi, bây giờ xíu sẽ coi thử xíu cần đầu game xíu sẽ nuôi con gì. Hiện tại á, thì các bạn cứ giữ lại hai con này cho xíu này. Thứ nhất là con koi nè. Thứ hai là con sò nè. Các bạn giữ lại cho xíu nha. Đừng có đụng đến hai con đó. Hai con đó rất là cần á. Ở đây là có quà ngày 1 nè. Các bạn sẽ nhận được một con cò nữa là hai con. Rồi, tiếp tục chúng ta đánh cốt truyện ha. Các bạn cứ làm cốt truyện cho đến level 15 là được. Các bạn á, khi các bạn coi clip này thì các bạn có thể là tạo nick chơi luôn ha. Tại vì á, hiện tại nó đang có cái event của con MioSB á, cho nên là các bạn có thể cài luôn để tận dụng các bạn farm event của MioSB luôn ha. Nếu mà các bạn cày trễ hơn á, thì xíu nghĩ là rất là phí, tại vì các bạn bỏ qua một cái event là các bạn bỏ qua rất là nhiều cái tài nguyên á. À, có một cái điều rất là buồn cười á là những bạn newbie chơi khi mà gặp cái map này nè, các bạn đó thấy con tọa R này nè nó dùng skill AOE á, cho nên các bạn khi mà các bạn nuôi thì các bạn không dùng được skill AOE, thành ra các bạn hỏi là làm sao để con này nó dùng skill AOE giống như con boss này. Nhưng mà thật ra thì con tọa đó nó chỉ cấp lửa thôi chứ nó không có dùng skill AOE được ha. Hiện tại thì xíu thấy cũng có khá nhiều bạn newbie mới chơi game. Thì cái clip này cũng có thể giúp cho các bạn đó một phần ha. Các bạn có thể coi để các bạn học theo. Giờ thì các bạn cứ cứ chạy cốt truyện, sau đó sẽ set up đến level 15. Những cái bước đầu á, các bạn set up phải rất là cẩn thận, tại vì nếu các bạn set up nó bị sai á, thì các bạn sẽ bị lên level á, nó sẽ có khả năng là các bạn sẽ bị lên level 16 á, cho nên là nó không có được thẩm mỹ cho lắm. Nhận được 20 vé skin này. Rồi, mặc kệ cái này ha. Bây giờ nó sẽ mở cho các bạn là ngự hồn nè. Rồi các bạn cứ làm nhiệm vụ trong này. Bây giờ là mình đã có được là một bùa nè. Rồi cái này rất là quan trọng nha. Các bạn để ý cái này. Rồi các bạn nhận những cái này. Rồi bây giờ mình đã có 110 khuyến ngọc. Thì đầu tiên á, các bạn cứ vào shop. Sau đó các bạn mua cho xíu là một ngày tăng 50% kinh nghiệm ha. Các bạn cứ mua đi 100 khuyến ngọc để các bạn farm lên cấp nhanh hơn một chút. Rồi, ở đây thì nó có cái phần là triệu hồi 120 bùa và các bạn sẽ nhận được một con SRSB trong này.
Rồi, bây giờ khi mà các bạn đi xong á, thì nó sẽ mở cho các bạn thêm một số cái phó bản nữa để các bạn đi ha. Rồi, bây giờ các bạn nhận được thêm hai bùa. Rồi, các bạn vào thành tổ các bạn nhận thêm quà nữa. Rồi, các bạn vào thức thần của mình. Hiện tại thì game cho gì mình xài nấy ha. Một con tọa nè. Con tọa thì các bạn cứ thức tỉnh lên. Rồi, các bạn đeo cho nó một bộ hỏa linh. Xíu nhớ hồi trước á, mà chơi á, thì game nó cũng không cho một bộ hỏa linh đầu game như vậy đâu. Mà mình phải tự vào cái shop á. Mình vào shop, sau đó mình vào cái mục ngự hồn này nè để mình mua. Nhưng mà bây giờ thì game nó đã cho luôn rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ coi, để xíu coi ha. Chưa có thố nè. Rồi, hiện tại thì mình đã có được 12. Rồi, khi các bạn chia sẻ thì các bạn sẽ nhận thêm một bùa nữa. Và các bạn khoan hẳn sâm nha. Các bạn khoan hẳn sâm. Các bạn cứ chờ đến level 15 rồi các bạn hẳn sâm ha. Rồi. Mặc kệ đi, mình cứ bỏ qua cái mục đó đi. Rồi, tiếp theo mình tiếp tục farm map nè, đến level 10 ha. Rồi, sau khi các bạn farm xong chapter thứ ba thì các bạn sẽ tiếp tục là vào đây và các bạn nhận quà nè. Rồi, các bạn nhận quà ha. Rồi, các bạn tiếp tục là chúng ta sẽ đi cốt truyện tiếp. Thì ngày đầu tiên á, khi các bạn set up nick á, thì các bạn đi cốt truyện khá là nhiều và cũng hơi cực. Nhưng mà về sau á, thì các bạn không phải đi nhiều như vậy nữa. Tại vì các bạn chỉ đi tới level 15 là các bạn sẽ dừng lại thôi. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ tiếp tục nhận quà nè. Có bao gồm là khuyến ngọc nè. Cái này là thức tỉnh cho một con SR. Thì các bạn cứ giữ lại, khoan hẳn xài ha. Thì đầu game á, nếu mà các bạn xâm ra mà không phải là con quỷ thiết nè, thì các bạn cũng có thể dùng con này để farm nè. Con này là cô hoạch điểu, farm rất là khỏe. Các bạn có thể cân nhắc ha. Con đó farm cũng ok. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục. Cái này đầu tiên là một con quỷ thiết nè. À, siêu hiểu ơi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ ra phố ha. Và chúng ta sẽ ném đậu. Ok ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ ném đậu. Các bạn cố gắng để ném được thật nhiều mảnh. Để các bạn nhận được khuyến ngọc đây, thiên chiếu nè. Wow. Có mảnh thiên chiếu luôn. Có mảnh thiên chiếu là đã rất là ngon rồi đấy. Ok, có một mảnh. Thì khi các bạn có mảnh á, thì các bạn có thể tre được. Đây, khi các bạn ném được 10 cái mảnh đêm quỷ nè, thì các bạn sẽ nhận được khuyến ngọc nè. Các bạn nhận được rất là nhiều khuyến ngọc. Các bạn cứ cứ ném ha, cố gắng ném nhiều mảnh nhất có thể.
Khi các bạn farm tới đây thì nó sẽ yêu cầu các bạn là linh ạc, có nghĩa là các bạn sẽ liên kết thông tin của các bạn vào đây ha. Thì các bạn ở cái bước này thì các bạn cứ liên kết đi, tại vì các bạn muốn chơi an toàn thì các bạn cứ liên kết không sao cả ha. Rồi khi các bạn farm tới đây thì các bạn tiếp tục nhận được rất là nhiều quà nè. Rồi các bạn nhận được một con thố nè, rất là cần thiết. Những cái con này á, cần thiết như vậy á, thì các bạn cứ khóa lại cho xíu ha. Các bạn cứ bỏ lên trên này nè. Đó, các bạn cứ bỏ trên trên này là một trong những con lưu ý nè, các bạn giữ lại. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ cho con này ăn con này để nó tăng cái skill này lên. Sao vô skill 1 luôn vậy? Rồi hiện tại thì cũng khá ổn rồi á. Thì tiếp tục thì chúng ta cũng sẽ đi farm tiếp. Và khi các bạn cứ lên level 5, level 10 thì các bạn sẽ nhận được 5 bùa ha. Level 15 các bạn cũng nhận được 5 bùa nữa. Thì các bạn cứ nhận. Và tuyệt đối là các bạn không có xâm bùa trước level 15. Bạn cứ giữ bùa lại cho xíu nha. Đây chúng ta nhận được một cuộn thức tỉnh SSR nè. Thì chúng ta sẽ tiếp tục đi chapter 4 ha. Các bạn farm cho đến level 15 ha. Thì bây giờ thì mình sẽ rồi, sau khi các bạn farm xong cốt truyện á, thì các bạn sẽ tiếp tục nhận quà nè. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cố gắng farm lên level 15 luôn ha. Rồi, bây giờ nó cũng đã mở cái phần apron này rồi nè. Rồi chúng ta sẽ tạo một cái team. Tạo một con tuộc. Và chúng ta chờ mọi người vô thôi. Rồi, khi mà có người rồi chúng ta sẽ vào ha. Rồi, chúng ta sẽ đi. Rồi, sau khi xong một con tuộc đó thì chúng ta đã lên level 13 ha. Rất là nhanh. Rồi, sau khi các bạn đi cốt truyện xong đó thì nó sẽ tặng cho các bạn thêm một cái âm dương sư nữa, đó là Hero. Rồi ok. Bây giờ khi mà các bạn đã lên level 15 rồi á thì là đã đạt được cái level mà mình mong muốn để mình có thể ép cấp rồi ha. Thì bây giờ thì các bạn sẽ giữ ở level này thôi và các bạn sẽ không có lên level nữa. Rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nhận hết tất cả những cái thành tựu mà chúng ta có thể nhận được ha. Thì sau khi nhận hết thành tựu thì hiện tại Xíu đang có 380 khuyến ngọc cùng với là 30 bùa ha. Thì chừng này bùa thì chúng ta vẽ thôi. Rồi, bắt đầu này vẽ nè. Những con thú thần mà có thể dùng. Rồi, bây giờ sẽ vẽ 10 luôn nè. Rồi, ok. Mùa bắt đầu thì chúng ta có 3 SR nè. Rồi, mùa bắt tiếp theo. Rồi. Vẫn chưa ra một SR nào. Rồi.
Rồi. Không biết là sẽ ra SRFB gì. Được các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ nhận được thêm một SR. Ok, rất là ngon. Đào, yêu đào cơ. Rồi, vậy thì đơn giản thôi, mình sẽ hiến những con thức thần mà mình chưa có dùng tới nha. Bây giờ Siêu sẽ hiến hai con trẫm nè. Hiến luôn con này. SR. SR thì Xíu sẽ hiến luôn Hoan Xuyên Chi Chủ nè. Hiến luôn Yêu Đao nè. Ok, hiến luôn. Thứ nhất là để các bạn có cái lượng cát nè, để có thể các bạn mua được Daruma. Rồi còn lại thì các bạn sẽ mua cái hộp quà này nè. Giờ sẽ đến cái phần quan trọng nhất là event của con MioSB ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi event của MioSB. Cũng sắp kết thúc rồi đó các bạn. Để đi được thì chúng ta phải đi mượn thức thần thôi. Giờ mình sẽ đi cái này trước nha. Cái này thì mình chỉ cần auto thôi, rồi mình bắt đầu đi thôi. Sau khi mình đi 120 lần thì được 1 triệu 2 cái điểm event và được 120 rương nè. Thì bây giờ mình sẽ mở thử coi thử được sẽ được gì nữa nha. Ok, sẽ được rất là nhiều cái nguyên liệu cũng như là điểm event nè. Event của MioSB thì cày rất là dễ các bạn. Thì các bạn cũng tranh thủ cày đi, tại vì cũng đang có event á, cho nên là cày một nick ép cấp rất là nhanh ha. Event của MioSB thì nó có hai phần, một phần là sẽ là xúc sắc và một phần thì các bạn sẽ bui team để đánh, nhưng mà thức thần thì các bạn có thể mượn được ha. Vậy tổng kết của cái phần mà xúc sắc thì chúng ta có thể đi được là 1,4 triệu cái điểm event này. Đâu 1,6 triệu chứ. Rồi, thì bây giờ Siêu sẽ đi tiếp qua cái phần là đánh ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ chọn hai cái bóp như vậy và chúng ta sẽ đi mượn thức thần.
gì tới. Sau khi các bạn đi xong cái đánh event của Mio thì các bạn cũng sẽ được thêm cả hai cái biểu tượng này rất là đẹp nè. Và bây giờ thì mình sẽ mua những cái vật phẩm cần thiết ở trong shop của Mio SB ha. SSR SB. Đằng nào thì các bạn cũng phải full SSR SB mà đúng không? Rồi, sẽ mua những cái vật phẩm cần thiết. Vậy là sau khi siêu farm khoảng hơn một ngày một chút thì
chúng ta đã có một con sấu hột đầu tiên và cũng có một bộ ngựa. Các bạn có thể sử dụng bộ ngựa này để BVB khoảng rank 1600. Thì xíu cũng mong là qua cái video này sẽ giúp cho các bạn có thể farm được một cái nick F cấp khởi đầu một cách tốt nhất. Và các bạn cứ để dành lại Daruma đen nha. Khi nào các bạn xâm ra một con thức thần tốt hơn thì các bạn có thể dùng vé chuyển hột để các bạn đổi hột sang cho con thức thần mới đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video.